Giới chức Hà Lan khẳng định không có kho báu phát xít Đức tại làng Ommeren ở miền trung nước này. Cơn sốt săn lùng ở làng Ommeren bắt đầu sau khi cơ quan lưu trữ quốc gia Hà Lan hồi tháng 1 công bố bản đồ được cho là đánh dấu nơi lính Đức giấu kho báu trị giá hàng triệu USD từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, không ai phát hiện kho báu sau gần 5 tháng truy tìm. Chúng tôi kết luận rằng ở Ommeren không có kho báu nào của phát xít Đức, Birgit van Akenquin, người phát ngôn chính quyền địa phương, ngày 2 tháng 5 cho biết. Kho báu có thể từng được chôn ở Ommeren, song đã được chuyển đi. Theo bà Van Akenquin, các chuyên gia khảo cổ ngày 1 tháng 5 thử tìm kiếm kho báu lần cuối tại hai địa điểm tiềm năng. Tuy nhiên, họ chỉ tìm thấy một viên đạn cũ, vành bánh ô tô và khúc cây mục. Toàn bộ số hiện vật đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, bà Van Akenquin nói. Ngoài bản đồ kho báu, cơ quan lưu trữ quốc gia của Hà Lan còn công bố một số lời khai cho biết phát xít Đức chôn ít nhất 4 thùng tại làng Ommeren, bên trong chứa trang sức, đá quý và tiền vàng. Lính phát xít Đức được cho là cướp số tài sản trị giá khoảng 11,9 triệu đô la Mỹ nói trên từ một ngân hàng ở thành phố Arnhem của Hà Lan, rồi chôn giấu tại làng Ommeren sau khi quân đồng minh mở chiến dịch Market Garden tháng 9 năm 1944. Cơ quan lưu trữ quốc gia Hà Lan cho biết dù không thể xác nhận kho báu có tồn tại hay không, giới chức nước này mở một số cuộc truy tìm xong đều thất bại. Giới chức địa phương ban hành lệnh cấm sử dụng máy dò kim loại tại làng Ommeren vào tháng 10 năm 2022, nhiều tháng trước khi bản đồ kho báu được công bố. Tuy nhiên, nhiều thợ săn kho báu nghiệp dư vẫn mang máy dò kim loại và xẻng tới ngôi làng để săn lùng số tài sản nói trên. Chúng tôi đã cảnh cáo ít nhất 15 người sử dụng máy dò kim loại từ đầu tháng 1 đến nay, bà Van Akenquin cho biết. Theo AFP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.